Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. 7.445 ca COVID-19 trong ngày 2 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh có 4.264 người nhiễm. 23 siêu thị và cửa hàng Vinmart liên quan đến F0 tại công ty Thanh Nga. Ngày 2 tháng 8, Việt Nam đã tiếp nhận thêm 1.188 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca từ cơ chế COVAX. Thành phố Hồ Chí Minh lập thêm 2 bệnh viện điều trị COVID-19. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, trong bản tin tối, Bộ Y tế cho hay, tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 ngày 2 tháng 8, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.254 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 4.247 bệnh nhân trong nước. Các bệnh nhân được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh 2.267, Bình Dương 453, Long An 445, Khánh Hòa 286, Đồng Nai 191, Bà Rịa Vũng Tàu 132, Hà Nội 113, Cần Thơ 102, Đồng Tháp 66, Trà Vinh 31, Phú Yên 25, Ninh Thuận 19, Quảng Nam 19, Đắk Lắk 14, Nghệ An 13, Hậu Giang 11, Bình Phước 8, Bình Định 7, Hà Tĩnh 7, Sơn La 6, Gia Lai 6, Thanh Hóa 5, Thừa Thiên Huế 4, Vĩnh Phúc 3, Lạng Sơn 3, Quảng Ngãi 3, Hà Nam 2, Quảng Bình 2, Đắk Nông 2, Hưng Yên 1, Kiên Giang 1. Trong đó 1.368 ca tại cộng đồng. Như vậy, trong ngày 2 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 7.455 ca nhiễm mới, trong đó 10 trường hợp nhập cảnh và 7.445 bệnh nhân ghi nhận trong nước. Số ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cao hơn 239 trường hợp so với ngày 1 tháng 8. Các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu có số bệnh nhân giảm so với hôm qua. Đặc biệt, tại tỉnh Bình Dương, số ca mắc mới giảm hẳn một nửa. Dịch có xu hướng lây lan nhanh và trải đều ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong bản tin tối 2 tháng 8, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 389 ca tử vong tại 4 tỉnh thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 tháng 7 đến 2 tháng 8 có 354 người tử vong. Bình Dương 25 ca từ 17 đến 24 tháng 7. Đồng Nai có 6 ca tử vong từ ngày 29 tháng 7 đến 2 tháng 8. 4 ca còn lại ở Long An từ 31 tháng 7 đến 2 tháng 8. Hiện Việt Nam có 161.761 ca nhiễm, trong đó 2.272 trường hợp nhập cảnh và 159.489 bệnh nhân trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính từ 27 tháng 4 đến nay là 159.919, trong đó 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi COVID-19. Các ca mắc COVID-19 trong ngày 2 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh 4.264, Bình Dương 949, Long An 445, Đồng Nai 380, Khánh Hòa 286, Cần Thơ 221, Hà Nội 159, Bà Rịa Vũng Tàu 132, Tiền Giang 79, Đồng Tháp 77, Đà Nẵng 76, Vĩnh Long 50, Bình Thuận 46, Trà Vinh 31, Phú Yên 25, Bình Định 21, Nghệ An 21, Ninh Thuận 19, Quảng Nam 19, Kiên Giang 18, An Giang 17, Đắk Lắk 14, Ninh Bình 13, Đắk Nông 12, Hậu Giang 11, Hà Tĩnh 10, Thanh Hóa 9, Bình Phước 8, Gia Lai 7, Sơn La 6, Thừa Thiên Huế 4, Vĩnh Phúc 3, Lạng Sơn 3, Quảng Ngãi 3, Lâm Đồng 2, Hà Nam 2, Quảng Bình 2, Hưng Yên 1, trong đó 2.344 ca tại cộng đồng, cao nhất trong 8 ngày gần đây tính từ 25 tháng 7. Trong ngày, Bộ Y tế đã vận động, huy động lực lượng chống dịch với gần 10.000 người tại thành phố Hồ Chí Minh, 8.293, Bình Dương 1.134 và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam, trong đó lực lượng của Bộ Y tế với gần 8.000 người. Các tỉnh, thành phố khoảng gần 2.000 người. Bộ Y tế cũng thành lập tổ công tác điều phối máy thở,
phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm tổ trưởng. Ngày 2 tháng 8, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 389, từ 1.307 đến 1.695 ca tử vong tại 4 tỉnh, thành phố như sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 17 tháng 7 đến 2 tháng 8, 354 ca. Tại Bình Dương, từ 17 đến 24 tháng 7, 25 ca. Tại Đồng Nai, từ ngày 29 tháng 7 đến 2 tháng 8, 6 ca. Tại Long An, từ ngày 31 tháng 7 đến 2 tháng 8, 4 ca. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 6.415.219 liều, trong đó tiêm một mũi là 5.756.155 liều, tiêm mũi 2 là 659.064 liều. Hai mươi ba siêu thị và cửa hàng Vinmart liên quan đến F0 tại công ty Thanh Nga. Tối 2 tháng 8, Vincommerce thông báo dừng nhận hàng từ công ty thực phẩm Thanh Nga sau khi ghi nhận thông tin về chùm ca bệnh mắc mới COVID-19. Doanh nghiệp này cũng công bố danh sách các siêu thị cửa hàng tiện lợi liên quan đến công ty Thanh Nga. Rà soát cập nhật đến 13 giờ ngày 2 tháng 8, những cửa hàng này đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội phối hợp với Vincommerce rà soát. Theo đó, có 8 siêu thị Vinmart và 15 cửa hàng Vinmart Cộng thuộc diện rà soát do liên quan đến các ca bệnh tại công ty Thanh Nga. Hiện tại, việc rà soát vẫn đang được Vincommerce phối hợp với CDC Hà Nội tiếp tục tiến hành. Trong đêm 1 tháng 8, Vincommerce đã yêu cầu nhân viên toàn hệ thống tại khu vực Hà Nội tự khai báo y tế. Các trường hợp có tiếp xúc với các F theo thông báo của CDC Hà Nội được yêu cầu tự cách ly lập tức. Ngày 2 tháng 8, CDC Hà Nội đã thông báo về chùm ca bệnh gồm 20 trường hợp F0 tại công ty thực phẩm Thanh Nga, số 82/651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công ty thực phẩm Thanh Nga hiện là nhà cung cấp thịt cho hàng loạt hệ thống bán lẻ, trong đó có một số cửa hàng siêu thị của Vinmart và Vinmart Cộng tại Hà Nội. Vincommerce yêu cầu nhân viên toàn hệ thống trên địa bàn thành phố khai báo y tế trong đêm 1 tháng 8. Các trường hợp có tiếp xúc ca mắc mới sẽ phải tự cách ly lập tức theo thông báo và hướng dẫn của CDC. Các cửa hàng siêu thị sau khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương đã và đang phối hợp với cơ quan y tế để tiến hành truy vết các F cũng như cách ly y tế theo quy định. Bên cạnh đó, các cửa hàng tiến hành phun khử khuẩn và đáp ứng các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Vincommerce cho biết sẽ cân nhắc tiếp tục hoạt động hoặc tạm đóng các cửa hàng siêu thị để cách ly các F liên quan, đồng thời thay thế nhân viên để đảm bảo an toàn cho khách hàng, cán bộ nhân viên. Các cửa hàng siêu thị sẽ chỉ mở cửa trở lại khi đảm bảo an toàn và được sự đồng ý của các lực lượng chức năng. Ngày 2 tháng 8, Việt Nam đã tiếp nhận thêm 1.188 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca từ cơ chế COVAX. Theo thông tin từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, UNICEF Việt Nam, đây là lô vaccine Vaxzevria, tên gọi trước là vaccine COVID-19 AstraZeneca, được vận chuyển từ cơ chế sản xuất của Tây Ban Nha. Vaccine Vaxzevria đã được WHO cấp phép sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp và được tiêm tại Việt Nam từ tháng 3. Như vậy, tổng số vaccine COVID-19 nước ta đã nhận thông qua cơ chế COVAX là 8.681.300 liều, trong đó hơn 5 triệu liều vaccine Moderna do chính phủ Mỹ hỗ trợ và 3.681.200 liều AstraZeneca. Đến nay, Việt Nam đã triển khai tiêm hơn 6,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân, trong đó 659.064 người đã được tiêm liều thứ hai. Lô vaccine bổ sung này sẽ giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên, từ đó góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý 1 năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh lập thêm 2 bệnh viện điều trị COVID-19. Bệnh viện điều trị COVID-19 Từ Dũ được thành lập với quy mô 150 giường, 210 nhân viên chuyên môn. Còn Bệnh viện điều trị COVID-19 Sài Gòn có 200 giường và 300 nhân viên. Chiều 2 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức ký quyết định thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 Từ Dũ đặt tại 227 Cống Quỳnh, quận 1 và Bệnh viện điều trị COVID-19 Sài Gòn tại 125 Lê Lợi, quận 1. Bệnh viện điều trị COVID-19 Từ Dũ và Bệnh viện điều trị COVID-19 Sài Gòn phải đáp ứng đầy đủ về phương tiện liên lạc, cơ sở vật chất, các khâu tổ chức điều hành, chuyên môn đúng tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó, khu tiếp đón và phân loại người bệnh theo sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện, cấp cứu khẩn cấp người bệnh khi có tình trạng bệnh lý đe dọa tính mạng trước khi chuyển vào các khu điều trị, hồi sức, cấp cứu.
đội ngũ nhân viên y tế là các bác sĩ nội, nhi, chuyển nhiễm, điều dưỡng, y công và đội vận chuyển người bệnh. Việc sắp xếp và bố trí các buồng bệnh của khu chăm sóc và điều trị theo thứ tự buồng bệnh cho người bệnh đã được chẩn đoán xác định bệnh. Buồng bệnh cho người bệnh nghi ngờ, các giường bệnh cách nhau tối thiểu 1 mét, buồng cho người bệnh hết triệu chứng chờ ra viện. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Giám đốc Bệnh viện điều trị COVID-19 Từ Dũ và Giám đốc Bệnh viện điều trị COVID-19 Sài Gòn xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bổ nhiệm cấp trưởng và phó đối với các bộ phận chuyên môn tại bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc vượt khả năng và thẩm quyền lên thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng giao Sở Y tế phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các cơ quan bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư và phương tiện để thiết lập bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đơn vị chuyên môn cần tổ chức huy động lực lượng cán bộ, nhân viên y tế từ nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn hỗ trợ. Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cần đảm bảo kinh phí hoạt động bệnh viện. Còn tại Hà Nội, chiều 2 tháng 8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định thành lập Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện điều trị COVID-19 Y Hà Nội với quy mô 500 giường đặt tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cơ sở 2 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện này sẽ là tuyến cuối trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội, thực hiện chức năng của Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 Quốc gia. Nhiệm vụ của cơ sở y tế này là tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch, chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở tiếp nhận, điều trị chăm sóc người bệnh COVID-19 trong các khu vực được phân công. Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ huy động nguồn nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ sở y tế này, thành phố Hà Nội và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ. Bệnh viện này sẽ tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch do các cơ sở y tế khác chuyển tới, bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Dự kiến Bệnh viện điều trị COVID-19 Y Hà Nội đi vào hoạt động vào khoảng giữa tháng 8. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang thiết lập trung tâm hồi sức tích cực tại hai cơ sở của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam. Mặt khác, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhanh chóng nâng công suất giường bệnh trong thời gian tới, đặc biệt là khu vực hồi sức. Liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay ngày 2 tháng 8, hơn 200 y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã vào Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm hồi sức tích cực 500 giường tại Bệnh viện Dã chiến số 16 của thành phố. Cùng ngày, tại trung tâm hồi sức tích cực ở Bệnh viện Quốc tế thành phố do Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm, do Bộ Y tế vừa thiết lập chiều ngày 1 tháng 8 đã tiếp nhận điều trị 70 bệnh nhân diễn biến nặng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.